Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đại sứ tại các nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, các đại sứ được bổ nhiệm lần này đều ở các khu vực địa bàn quan trọng, gồm đối tác chiến lược toàn diện, những nước bạn bè truyền thống và các địa bàn có triển vọng thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Vui mừng nhận thấy Việt Nam đã tích cực tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực với nhiều quốc gia, nhiều đối tác, ở cả ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Không chỉ ở lĩnh vực ngoại giao mà cả kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Do vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng đây là điều kiện rất thuận lợi để mở ra quan hệ rất toàn diện với nhiều đối tác. Nhấn mạnh lại mục tiêu, năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có những hành động quyết liệt hiệu quả ngay từ lúc này, trong đó có đóng góp của các đại sứ. Mình phải tham gia vào cái nền kinh tế thế giới, thậm chí chuỗi cung ứng toàn cầu. Mình không hề nhỏ bé vào những việc là cái nhiệm vụ đó rất lớn, về kinh tế là rất lớn. Thế thì mới xếp cái ngoại giao là cái gì? Đối ngoại là cái trọng yếu thường xuyên, nên nó khác lắm. Các đồng chí là đại sứ không phải chỉ là bộ ngoại giao, không phải chỉ là đối ngoại, nó toàn diện trên tất cả các mặt của nhà nước cơ mà. Không phải đâu có phải chỉ là thu thập thông tin ở đấy về anten, mà cũng không phải chỉ là cầu nối nữa, mà là cái người thực sự phải triển khai những cái chủ trương đường lối về đối ngoại, là phải đóng góp tích cực qua đấy, chứ không phải chỉ là trung gian để giải quyết mấy cái này cái khác nữa. Không ai có thể làm hay hơn các đồng chí được về những cái việc này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại sứ được bổ nhiệm phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy tinh thần ngoại giao thời đại mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế chính trị, kinh tế của đất nước, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại, tạo tiền đề vững chắc, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.